Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olomer.vn. Như vậy các con đã biết về bảng chia 2, chia 3 và chia 4. Trong bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ cùng các con đi xây dựng các phép tính trong bảng chia 5. Trước tiên, các con hãy quan sát lên màn hình. Ở đây mỗi phần có 5 cái bánh, vậy 3 phần như thế sẽ có tất cả bao nhiêu cái bánh và chúng ta có phép nhân là gì? Đúng như vậy, 3 phần như thế sẽ có tất cả số cái bánh là, ta dùng phép nhân là 5 x 3 bằng 15, đây là một phép nhân trong bảng nhân 5. Tiếp theo, nếu như cô có 15 cái bánh được chia đều thành 5 phần bằng nhau như thế này thì mỗi phần sẽ có bao nhiêu cái bánh và chúng ta sử dụng phép chia là gì? Chính xác, khi đó mỗi phần sẽ có số cái bánh là ta sử dụng phép chia là 15 chia 5 bằng 3. Có 15 cái bánh chia thành 5 phần bằng nhau thì mỗi phần sẽ có 3 cái bánh. Như vậy chúng ta có hai phép tính. Phép tính đầu tiên là phép nhân trong bảng nhân 5 là 5 x 3 bằng 15. Và từ phép nhân này thì chúng ta sẽ suy ra được phép chia là 15 chia 5 bằng 3. Đây là một phép chia trong bảng chia 5. Như vậy dựa vào bảng nhân 5 các con hoàn toàn có thể viết được các phép tính trong bảng chia 5. Hãy cùng lập cho cô bảng chia 5 tương ứng nào. Cô chúc mừng các con, chúng ta sẽ có các phép chia như sau: 5 chia 5 bằng 1, 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4, 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9 và 50 chia cho 5 bằng 10. Đây chính là các phép chia trong bảng chia 5. Các con thấy được ngay là các số bị chia ở trong bảng chia này chính là các tích trong bảng nhân 5. Chúng hơn kém nhau 5 đơn vị. Ví dụ như 5 thành 10 thành 15 thành 20 vân vân. Để các con nhớ hơn, cô tiếp tục đọc lại các phép chia trong bảng chia 5. 5 chia 5 bằng 1. 10 chia 5 bằng 2. 15 chia 5 bằng 3. 20 chia 5 bằng 4, 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9 và 50 chia cho 5 bằng 10. Các con hãy học thuộc bảng chia 5 này để chúng ta có thể làm bài tập. Bây giờ các con hãy cùng tính nhầm cho cô các phép tính sau đây. Chúc mừng các con. Chúng ta sẽ đến với một bài toán có lời văn. Có 25 bông hoa cắm đều vào 5 bình, hỏi mỗi bình sẽ có bao nhiêu bông hoa? Chính xác, bài toán này rất đơn giản và quen thuộc đúng không nào? Chúng ta sẽ tính được mỗi bình có số bông hoa là bằng cách sử dụng phép chia là 25 chia 5 bằng 5 bông và đáp số là 5 bông. Có 25 bông hoa chia đều vào 5 bình, chúng ta sẽ sử dụng phép chia như thế này. Vậy bây giờ các con hãy cùng đọc bài toán sau. Có 25 bông hoa cắm đều vào các bình, mỗi bình có 5 bông, hỏi cắm được vào mấy bình như thế? Như vậy đọc bài toán này chúng ta sẽ thấy ngay, đây là bài toán tìm số phần bằng nhau. Vậy ta sẽ trả lời bài toán này như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ có là cắm được vào số bình như thế là ta lấy 25 chia 5 bằng 5 bình. Các con chú ý ở đây phép chia cũng là 25 chia 5 bằng 5. Tuy nhiên đơn vị ở đây là bình chứ không phải là số bông hoa như bài trước nữa. Vậy là các con phải đọc kỹ đề bài để xác định xem đề bài yêu cầu chúng ta tìm số phần bằng nhau hay số lượng trong mỗi phần bằng nhau để từ đó sẽ có cách giải phù hợp. Như vậy, ở trong bài giảng này cô đã cùng các con đi xây dựng các phép tính trong bảng chia 5. Để rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo.